ơi. Từ đoạn trên này đi xuống là xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống nhà của hai ông cháu của bác ạ. Hôm nay cháu Lực xuống thì có một ánh nắng rất là đẹp. Nắng như này thì để mà giúp cho công việc của mấy anh em thợ là vận chuyển gạch thì nó sẽ dễ dàng hơn, và những cung đường từ trên kia xuống thì nó sẽ thuận tiện hơn một chút cô bác ạ. Vừa rồi cháu Lực xuống đây thì ông đã lên trên trước cháu Lực rồi, và còn về vật liệu ấy cô bác thì cắt bây giờ thì mấy anh em thợ cũng đã lấy được gọi là trên 10 khối rồi. Còn hiện tại thì gạch thì mấy anh em thợ là tập kết ở phía bên trên này cô bác này, thì chỗ mà cháu Lực hay để xe đấy. Bây giờ cháu Lực sẽ lên trên và xem là mấy anh em thợ và cùng mấy anh em thợ là vận chuyển vật liệu luôn cô bác. Ở đây thì mặc dù là vẫn khoán cho mấy anh em thợ hết rồi đấy, nhưng mà khi cháu Lực xuống thì giúp được mấy anh em thợ bao nhiêu thì sẽ giúp. Lấy ô đi à? Hả? Không có mạnh, không có mũ ở đây, lên mũ này mạnh này. Mũ này. Đây đội này này. Đội này không? Hả? Mũ không biết là đi đâu rồi. Cầm ô đi chứ. Nào mạnh ơi, từ từ đã, đợi chú đã. Nào. Mạnh quay ra đây. Chào con các bà nào, xong này đi. Nào, thì chú cầm ô cho, khoanh tay. Chào các bà. Ông đi đâu rồi? Ông đi. Ông lên trên làm gì? Lấy nước cho bác. Lấy nước cho bác à? Lấy nước cho mấy anh thợ này. Thế là hôm nay Mạnh ở nhà làm gì? Ở nhà chơi thôi à? Đi đây, cầm ô đi trước đi. Ở thước phim trước thì ông có chia sẻ nói rằng là mẹ của Mạnh ấy cô bác là quay trở lại là thăm, là còn mặt dày là còn đưa cả chồng mới ra nữa. Thế hôm nọ hôm qua mấy người có cần là lấy có cần lấy cống đi không? Không cần à? Thế hôm qua mẹ của Mạnh về đúng không? Không. Hả? Không. Không phải đâu à? À, chắc là không biết cô bác ạ. Không biết đó là mẹ của Mạnh. Gạch thì mấy anh em thợ là vận chuyển lên đến cái chỗ cây sao mộc trên kia. Nào, có nóng đâu để chụp cơm ô không? Thì để chỗ nó nắng thì cơm ô. Sắp có nhà mới chưa mày? Sắp có rồi. Sắp có rồi à? Ai làm rồi? Chứ. Hả? Ai làm rồi? Ai xuống làm cho mày? Các ông bà làm cho bà đi. Các ông bà. Các ông bà ở đâu? Trên canh bà đi. Rồi đi rồi, đi. Cống chú đi nhá. Hả? Cống được không? Không. Thì chú cống mày nhá. Được. Rồi, thế tự đi đi. Cẩn thận đi ngã nhá. Chu chu chu. Nước đồ à? Hả? Cái này chú lấy cống không? Thằng ấy là không cho lên nữa. Được. Hả? Ông. Ông đâu? Ông trên kia. Lên đây, đây chú lấy cống không? Có đội ô không? Cầm ô đi. Thời tiết hôm nay thì phải nói là rất là nắng không bác ạ? À? Rất là oi nữa. Đây ở dưới thửa ruộng kia thì có hai
À, vợ chồng là đang gặt lúa thôi. Gặt là cái thửa kia là chắc là để gieo mạ hay sao á. Thì ra là gặt trước. Chú thì cống lên đây thôi nhá. Thế đoạn nào mà dí thôi nhá. Thấy chưa? À. Thời tiết mà cứ ủng hộ như thế này thì trong quá trình vận chuyển vật liệu ấy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi xuống đây đi. Ui chị to à. Dạ. Có lâu không? Lâu. 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 Ờ. Mày rất là mắt tinh các bạn. Quả nhìn thấy là trên kia có một cái tổ ong vỏ vé. Cái con đường này là cái con đường mà đi học của Mạnh đấy các bác. Hồi nhỏ thì hồi mẫu giáo ấy. Không biết là đi đường nào đây. À đi xem ong. Bé tí đã chơi thói quen là soi ong rồi. Và đặc biệt một điểm nữa là các bác ạ, đây này. Nếu mà trên vùng cao đấy. À, ai thấy một cái gì đó thì là người ta để lại ký hiệu như này các bác này. Để lại một ký hiệu dấu X như này. Đấy là phát hiện là ở trên này là tổ ong như kia là có người thấy rồi. Đâu đường nào mày? Chú đang mày mò xem tổ ong. Không biết là đi đâu này. Mày ơi. Đường nào ấy? Đường này mà. Đi đường này mà. Không có ông. À. Đang xem ông. Chú đốt chưa nha. Lên trên xem. Ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây. Chú đốt rồi nhá. Lên đi. Cái kia làm gì? Ông. Xem ông á. Cái tổ ông này là ai nhìn thấy không? À. Ông đi về làm gì ấy? À. Ra đây mày, lên đây thôi. Đi thôi. Đi thôi. Ừ. Muốn tủ á? Này muốn tủ thì bác. Đi đường kia đây mày, ra đây. Ra đi. Ông về lấy gì? Cái bật lửa à? À, cho mấy em thợ đúng không? Mày ha? Mày. Nó đi đặt vô. Mày lo. Mày lắng quyên lo, lắng cái cưa lo. Lắng xe mày lo. Đi. Đi. Ra đây chú nào. Lấy đây chú. Ui, không đợi nữa, thằng này đi thôi, đi trước cơ. Không ai đợi mày nữa đâu. Không đi. Đó là công nhận là bé Mạnh đi rất là khỏe các bác ạ. Từ dưới kia lên là em ấy đi gọi là không có nghỉ ngơi một chút nào luôn. Cái con đường này là con đường rất là quen thuộc với lại bé Mạnh rồi. Đấy, là còn chạy nữa cơ. Bây giờ thì cho Lực sẽ lên trên xem là mấy anh em thợ đã chở tới đâu rồi. À đây đợi mấy anh em thợ đã. Ui dồi. Có thể là hết rồi đây các bác ạ. Đợi mấy anh em thợ. Mấy anh em thợ là xem đến đây xem là hết gạch chưa. Và mấy nữa từ chỗ này thì mấy anh em thợ sẽ dùng tời để mà tời đi từ đây là đi xuống dưới nền nhà của nhà hai ông cháu luôn các bác nhá. Thì sẽ không phải dùng để vận chuyển nữa. Gạch là tùy mấy anh em thợ là muốn làm như thế nào thì làm. Gạch nó đến xuống dưới nhà nền cho cháu Lực là được rồi.
không biết là mạnh đi đâu rồi. À, hóa ra là đây này. Không biết làm gì đây. Ông thì vừa rồi cũng đun nước lên cho mấy anh em thợ để mà ngồi nghỉ, uống nước ở đây. Mạnh vác gạch này đi về nhà đi. Hả? Có vác được không? Không vác được à? Xe này xe của nhà ai đây? Nhà Khuyết à? Nhà của Khuyết là làm một cái chòi đây này, xong là để xe máy ở đây. Mạnh ở đây trong trong gạch nhá. Biết chưa? Trong gạch nhá. Nào mèo. Không chịu thế bác. Nên lái nếu không. Đang cày ngà kiến bông lạc phải cho tâm mật thua hơn. Cả đời mình cần lạc phải à? Ta tìm mát tẩy điền làm nữa à, lá ngăn à? Mình lao lạc một tuần rồi. Nhiều lạc một tuần rồi. Nhiều là. Ừ. Hôm qua anh ông nói anh bảo mất một bao ai có mất đâu. Nhiều chở ra đây mà. Để đâu chú? Chờ đằng chưa. Quay xuống. Tầm này đói đấy. Đến giờ đấy. Đây cũng được. Để xuống. Đấy, hôm nay thì mấy game thợ sẽ làm lọ là thông chưa để cho bây giờ nó xong thì thôi cô bác ạ, mấy nhỉ. Vẫn vui vẻ chứ anh Phong? Anh cũng nào cũng vui vẻ mà em. Cũng nào cũng vui vẻ à? Thế là được rồi. Ôi tí nữa anh đừng có cán cái ấm nước. Chỗ này xuống cái nhỉ. Có tình cảm. Nói thật là chỗ này nó hơi thấp anh em ạ. Không có lực đấy. Kế sắp hết anh Phong. Còn có chuyến của em nữa không để em chở được không? Còn ấy, hay là thôi. Nhưng mà em không có giá làm sao chở được. Này là cũng để làm nhà xe chứ nhỉ. Là xe của nhà Quyết ấy. Con dưới à? Em bắt được con dưới đây. Mày là đây trong gạch nhá. Biết chưa? Có nhà đây ở đây này. Thế đi đâu? Ở nhà này nhá. Ở nhà này nhá. Hả? Ô, đắng cái mèo này, không ăn rồi. Hôm nay chú chở từ mấy giờ đấy chú? Lúc 6 rưỡi 7 giờ. 6 rưỡi 7 giờ chú chờ à? Chờ toát hết cả mồ hôi này chú này. Chú gửi một lời chào tới các bác nữa chú. Xin chào các anh, các chị, các cô, chú ạ. Lần sau chú chào chú đừng có nhìn vào cháu chào nhá. Chú nhìn vào các anh chào. Các chú thì tầm giờ này thì cũng khá là ẻo oải và khá là mệt rồi các bác. Nay bây giờ thì làm hết rồi, làm xong thì mới ăn cơm rồi chú. Vâng, 2-3 chiến nữa xong mới nghỉ. Đây là mà thông chơi luôn chú nhỉ. Vâng. Như ăn cơm này, ăn cơm ở nhà anh Phong đấy chứ anh Phong. Mày ở đây trong gạch nhá. Với ông này. Không ở đây trong gạch thì làm gì, ở nhà cũng đi chơi thôi mà. Nhà thì toàn đi theo ông mà. Tiếp tục là đi thôi anh Phong nhỉ? Tiếp tục thôi. Làm một ngụm nước chè mới ngon. Mày có đi không? Thế đi đi thôi. Đi. Cho lên trên là xếp gạch nhá. 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 Vâng á. Vâng. Cho, thế cho ông ở đây à? Cho ông ở nhà của mình à? Hả? Thôi không cho mày đi đâu. Oh.
Đấy, bây giờ thì sẽ tiếp tục là lên trên cùng mấy anh em thợ để bà chở xem là anh em thợ đã chở hết xong chưa cô bác ạ. Hay có cả Mạnh đi cùng nữa đấy. Ôm chắc rồi Mạnh nhá. Ôm chắc rồi Mạnh nhá. Bây giờ chúng biết thôi. Đấy, phải nói là những cái gì khó nhất cô bác thì bây giờ cũng đã làm xong hết rồi. Cát này kia thì cũng có gọi là gần đủ rồi. Gạch thì cũng gần đến nhà rồi. Và sau khi mà vận chuyển gạch đến nền nhà của hai ông cháu ấy, cháu được sẽ lấy thêm là xi vào nữa. Xi thì cho mấy anh em thợ là chở trong một ngày cho nó hết luôn. Chắc là Mạnh nha. Kẹp ba là cái này là yếu rồi đấy. Mình chạy con mình này. Vẫn quan chủ chắc quá. Hả? Ôi, hết chuyến này rồi. Hết gạch rồi, bây giờ làm nào đây nhỉ? Buồn quá. Anh một chuyến đi, nó hết đi. Dạ. Bạn em giúp bạn anh một chuyến. Bạn em giúp bạn anh một chuyến à? Nhưng mà không dây co, em xem có dây co không? Không dây co rồi. Nhưng mà mưa đấy. Xe mà phanh không ăn nữa thì... Không có dây co. Vâng. Chú có dây co không? Anh có dây co không? Cặp tí. Nhưng mà giá này không cần dây con đâu mà. Đâu trôi đấy. Không trôi á. Thế em chắc là chở đằng trước thôi. Chờ. 12 chứ mà. Hôm qua bảo 10 chuyến mà hôm nay thấy hơi nhiều ấy nhỉ. Đấy Mạnh là lên đây xếp gạch rồi đấy. Tầm giờ này là đói đấy cô bác ạ. Với lại là các anh làm từ sáng sớm rồi anh Phong nhỉ. Sớm 6 giờ đã làm rồi. Làm đi cho mình. Chúng ta cần xếp cho mình có tố mà phải đi tuần chúng ta. Em phải đứng tích chiếc à. Quá nào là cái này xây rồi nó. Nó phải chặt. Hả, ảnh tay răng của ảnh như thế rồi. Chắc một chiếc chắc không hết. Chỗ này được tầm bao lên đi mấy. Màu vấy đây này, đang nào đi mình chặt cắt. Vâng. Quên như còn mưa nữa rồi ấy. Nhưng mà cháu không có dây co ấy. Bọn em một tí. Cháu không có dây co ấy. Có dây co dây chặt kìa. Chẳng sao buộc được. Rơi đấy. Chạy nhà anh lấy, anh có. Hả? Đẩy dây co. Còn một chuyến thôi, chắc không cần phải dây. Chắc không cần phải dây co mà. Tí rơi hôm nào thì tính sau anh nhá. Xe mới mua ấy. Xe mới mua mà chở gạch này. Chị hô em nhấc đi. Chị hô em nhấc chị. Đến nhà chị xong là lấy dây co xong. Nhưng mà đường ngon thì không cần phải dùng dây co rồi.
Mạnh là cho lên đây là hộ các cô là sếp. Hộ các cô là sếp gạch một chút. Sáng nay ra thì cũng quên cầm theo dây co, bây giờ chắc là phải ra nhà của anh Phòng để mượn dây co đó. Các anh thì có vẻ là chở quen rồi, thành ra là các anh đi rất là nhanh quá ạ. Còn cảm giác như là có một tí mưa phùn nào rồi. Cái đoạn này hôm qua anh Phòng là bị ngã ở đây một lần này các bác này. Nói là khi mà đi xe không xuống thì nó là một cái cảm giác khác, mà khi mà đi xe máy xuống nó là một cái cảm giác khác, đi rất là mỏi tay đấy các bác. Các anh thợ thì có thể như là đi đường này quen rồi, thành ra là các anh đi rất là nhanh. Đúng là đi xuống con đường này mà mất phanh một cái là xe là lao đi xuống đấy luôn, xuống vực luôn các bác ạ. Như là cái chỗ này đất đỏ này các bác này, vừa rồi có một tí mưa xuống thành ra là rất là trơn. Cháy thêm một con nữa, không biết là con xe in của anh thợ kia là đến đâu rồi. Họ bắt đầu mới lên kia thôi. Mùi vô có piêu. Hầu như là các anh thợ đi được hai chuyến thì cho lực mới đi được có một chuyến thôi các bác.
Ở đây thì chắc là không, chắc là các bác cũng không có xa lạ gì với những cái ngôi nhà mà vận chuyển vật liệu khó như thế này đâu các bác. Nhưng mà các bác có theo dõi được những cái kênh YouTube và làm thử nghiệm giống như kênh của cháu Lực này các bác này, thì các bác cũng nhìn thấy là có thể là có những hoàn cảnh là còn không còn dùng xe máy để mà chở được vào, chỉ dùng nguyên là người mà vác đi thôi. Đang như là đi không quen là thành ra là rất là mỏi tay. Đi là cực kỳ là nguy hiểm. Ui, ui. Từ đoạn trên này đi xuống là khó quá. Mấy anh em thợ là chưa có ai xuống đây để mà hộ được không bác? Rồi những kiểu phanh này bị mất hay sao không nhả được luôn này. Cất xe mùi xăng quá. Rồi nếu mà bị đổ xuống đây là có vài viên gạch là bị rơi xuống này. Có một hai viên gạch là bị rơi xuống mạ dưới kia thôi. Bây giờ đợi mấy anh em thợ cùng về để cùng cho lực nhấc đã các bác.
Anh hộ em một tí. Đi đổ anh, đi đổ xuống đây. Không dây co. Dây co nó bị tuột đây. Giờ phải xuống lấy hộ à, mấy em thợ trước đã. Trên kia hết chưa anh Phòng bây giờ ấy? Còn... chuyến à? Chuyến ạ, chuyến này thì hết rồi. Chuyến này chuyến cuối cùng. Chuyến này chuyến cuối cùng á? Bảo là trên còn một chuyến cuối cùng nữa. Lấy hết rồi. Mưa đấy anh ạ. Cái này không lấy đổ nữa chứ? Không đổ đâu, đổ được bao nhiêu. Rồi. Không à, à công nhận máy anh thợ lai gạch là trước một bao này. À, trước một nửa, sau một nửa thì tay nghề có phải là gọi là rất là lụa. Vào chân à? Oppo tôi đấy cực khá đông bông. Ôi sao bỏ lộ mũ quá. Mới chẳng 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 mò, chẳng 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 mò. Có làm được thái lướt đỏ nào anh Phong à? Mọi người thái cho tụt trọng khả mà. Từng tay này à? Ôi. Chỗ này là may người ta cho mượn đất đấy anh nhỉ. Không cho là không có chỗ để mà để gạch chứ đâu các bác ạ. À, bây giờ thì còn một chuyến cuối cùng nữa thôi, làm anh em thợ là vận chuyển hết xong phần gạch rồi. Còn từ đây đi xuống dưới thì máy nữa chắc chắn là sẽ làm đơn giản hơn các bác ạ. Vừa rồi cùng anh thợ nhấc cả cái bao gạch đập vào chân đấy. Bây giờ thì cho nó sẽ tiếp tục lên trên là cùng anh thợ để mà vận chuyển nốt cái số gạch còn lại nữa. Thời tiết thì hiện tại là còn đang mưa đó các bác. Thời tiết này rất là oi, vừa mưa vừa nắng các bác ạ. Nhìn ra rồi mày à. Đấy mạnh là ở đây hộ các cô xếp gạch này. Đây đây, có đi mua kẹo không? Thích thử nó. Đó, mày thích thử nó. Nếu đây thích thử nào. Thử bé à? Mùi chiên á. Ông. Nào giờ mày tập mày mày tập bông chi tiểu cái đá lên luôn. Từng một lạc xí từng lạc xí nó ngay chứ mấy. Xí nó ngay rồi thì xí nó hạn chế. Ừ. Khoe của hạn chế hả? Ấy trời mưa to đấy anh Phong ơi. Không mưa đấy. Không nhanh nhanh là tí không không kịp chuyến này ấy. Ủa con tỏ tay rồi. Náo lên rồi. Cái nịp vùng này em quán thật các cô ơi. Bài lên đấy. Bài lên. Này mắn không có lạc vậy nế. Thầy. Thầy nhân lạc vậy ý ơi nữa. Thưa các bác, sau 2 ngày vất vả thì
đội thợ đã vận chuyển hết sông là một xe gạch rồi. Phải nói là hôm nay là làm thông chưa luôn các bác. Hiện tại là bây giờ trời vẫn còn đang mưa phùn cho nên là mấy thợ là vẫn còn cố gắng để mà làm, để mà chở hết gạch thì thôi. Gạch thì chắc chắn là trong gọi là quá trình mà vận chuyển hay là quá trình mà đổ xuống đấy các bác, thì sẽ không tránh khỏi được là một số viên mà nó bị nát cả đấy. Nhưng mà đây viên nào mà bị vỡ làm đôi ấy các bác thì cũng được các anh thợ là nhặt về hết để mà tận dụng lại để mà làm. Mày có đi với chú không? Không. Đi mua kẹo không? Hả? À, thế đi lên trên mua kẹo không? Không có tiền á? Chú có tiền mà. Có đi mua không? Thế có đi với chú không? Hả? À, đi với chú nhá. Thế tối nay về nhá. Nhá, đi chú mua kẹo cho. Nó mạnh thì phải nói là rủ đi là không đi đâu các bác ạ. Ơi ta mà ôi dãy co mà. Vừa đi nhai phòng đấy. Cháu vừa đi nhai phòng đấy. Chiếc cũng phải là một chiếc mới được ấy. Xe cháu còn mới lắm ấy. Bị ngã mấy lần. Sót. Ui. Lại sắp thêm ngã rồi. Dạ. Lại sắp thêm ngã rồi. Anh Phong còn vừa rồi còn nhấc gạch đập vào chân cháu một lần nữa cơ. Ê, anh Phong này không được rồi. Các cô là bây giờ sẽ vận chuyển, sẽ dọn dẹp lại đây thêm một chút của bác ạ. Để mà cho giả cho cái... không phải là giả mà là trong lúc mà mình làm xong ấy thì mình sẽ phải dọn dẹp một chút thì lần sau người ta mới thích. Thank you.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.